Hôm nay em lại về thêm được một dòng loa nhá. Đây là dòng loa Advan nhá. Advan của dòng này là tép đỏ nhá, tép đỏ, vâng. Đấy, tép đỏ nó đến hình chéo này, vâng. Đấy, tép màu đỏ, vâng. Đấy. Cái dòng này của nó là viền đằng trước nhá, vâng, nó viền đằng trước nó làm nhảy. Còn một cái loại viền bầu khác thì nó sẽ rẻ hơn nhá. Đấy. Đây. Cái viền này của nó để thì đẹp hơn nhiều. Dạ vâng. Đấy. Đây nhá, cái dòng loa Advan này nhá. Đây. Em đo kích thước của nó để quý vị xem này. Con Advan này cao khoảng tầm 63 64 gì đấy. Đấy. Đây. Cao 65. Vâng, cao 65. Ngang của nó là 36. Và sâu của nó là 30, vâng, sâu là 29, vâng. Sâu là 29. Kích thước đường kính bát ở đây, đường kính bát ở đây khả năng của nó là hai, nó sẽ là đo từ đầu trong này và ra trong này thì nó khoảng tầm 25 thôi. Bởi vì đây là cái đầu gân này. Gân nó sẽ vào trong này chẳng hạn. Đấy. Bát 25, vâng. Đấy. Con này sẽ đường kính bát là bát 25 nhá. Đấy. Đấy, ê căng của nó về đây, vâng. Đấy, ê căng của nó về đây. Đấy. Con này về, nói chung là con này về rất là đẹp này. Đấy, em chiếu xung quanh để quý vị xem nhé. Chưa về, chưa đánh và chưa mông má các thứ gì cả luôn, hàng về rất đẹp. Đấy. Đẹp luôn, vâng, phải nói đẹp, đánh giá đẹp. Em sẽ mà vừa quay video em vừa quay ra đây, còn đầy đủ sách vở cái gì đấy. Đây đây. Đấy, đầy đủ. Đây. Advan này. Đấy. Đấy. Đấy, đây nó kiểu dạng như là dơ Advan Guarani, cái kiểu dạng phiếu bảo hành nhé. Đấy. Đấy, đằng sau. Nói chung là mà cái đôi này về rất đẹp nhá. Vâng, đôi này về rất đẹp. Đấy, đây. Đấy. Nói chung là những dòng đôi này là hiếm, không nhiều đâu quý vị ạ nhé. Hiếm không nhiều đâu, vâng. Đấy. Cái này hiếm về không nhiều, vâng. Đấy. Đây. Ok nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Vâng, số điện thoại của em là, vâng, số điện thoại của em là 0966594581 nhá. Địa chỉ là số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em nhá. Dạ vâng.